lời ca buồn não ngược. Nỗi buồn của người chinh phụ tiễn chinh phu ra ngoài trận tuyến. Người đi không hẹn ngày trở lại, người đợi chờ không hy vọng buổi đoàn viên. Cũng như chúng ta, một người đi, một người ở lại. Nhưng đây không phải là cuộc tiễn đưa, mà là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Em sẽ không còn ở gần ba, gần anh, gần bà con chòm xóm, gần mảnh ruộng thân yêu. Ra đi, coi như đã chết cuộc đời mình. Và mỗi khi nhớ về nhau, em chỉ biết hát lại khúc năm học
Ngày mai đây em về với họ, mang tiếng làm lẽ, chứ thật ra là cốm ơn không công. Sau đêm này anh hãy đi đi, cô quên em đi lao thân vào đèn sân. Tương lai của anh còn đang rộng mở, không trọn kiếp này đành hẹn kiếp sau. Tại sao chúng ta lại tin vào số kiếp chứ? Để cho những kẻ có tiền họ đè đầu cởi cổ. Em à, em hãy nghe anh, chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ xây hạnh phúc. Còn ba em, nếu không vì chữ hiếu, em đâu dạy gì giam thân vào ngục lạnh. Nếu không vì chữ hiếu thì họ dựa vào đâu để bắt buộc em? Nhưng còn đời em, bao giờ ba em còn sống, còn có giây phút cuối thảnh thơi thì em chấp nhận tất cả. Cái nghèo nó bám với chúng ta từ lâu lắm rồi, chứ đâu phải mới đây. Chúng ta muốn cởi bỏ cái nghèo, muốn phá cái quyền lực ác nghiệt kia, thì trước tiên chúng ta phải thay đổi cuộc sống của mình. Em tin là anh sẽ làm được điều đó, nhưng không phải ngay bây giờ. Thôi, anh đi đi. Anh không thể chờ đợi, anh muốn phá ngay bây giờ nè, muốn đưa em rời khỏi cái vùng quê khắc nghiệt này. Để được gì? Hay để thêm cái khắc nghiệt khác chồng lên đầu người thân của chúng ta hả? Đúng. Nói như thế là hiểu thời vận đó. Tôi đứng đây từ nãy giờ nghe chú em đòi bứt phá. Đâu bứt phá thử coi. Bây đâu? Thấy chưa, ở cái xứ này tôi là trên hết. Kể cả mạng sống của chú em, tôi có thể lấy bất cứ lúc nào. Biết chưa? Ông coi luật pháp không ra gì à? Luật pháp à? Tôi là luật pháp đây nè. Tôi là người đại diện cho pháp luật ở cái xứ này. Mở miệng ra là luật pháp, luật pháp. Luật pháp là cái thứ gì? Nó chỉ là những chữ trên giấy tờ. Có những chuyện mà luật pháp không hề biết đến để mà luận tội. Như chuyện của tôi với chú em đó. Bởi vậy tôi mới nói cho chú em hiểu. Đừng tưởng học ba mới rồi làm càng. Tôi nè, cả đời tôi có biết chữ nào đâu, mà cũng đè đầu cởi cổ cả xứ này. Mấy mười năm nay có ai dám chống lại? Từ đời ông nội tôi, ba tôi rồi đến tôi sau này. Một khi Nguyễn Văn Thình này mà muốn gì, thì mọi người phải rầm rấp tuân theo. Ông đã quen dùng bạc tiền và thế lực, bắt chẹt người dân phải chịu cúi đầu. Nhưng một ngày kia khi họ hiểu ra rồi, họ nhất tề đứng dậy, thế lực ông phải tiêu tan. Nghe chú em nói mà tôi nghe như là chuyện cổ tích. Ai, ai dám đứng lên? Và đến bao giờ? Chú em mày cứ xách động tụi nó đi. Biết đâu tôi rất cảm ơn chú mày. Tôi xin ông chớ chấp lời để bụng. Trước cuộc chia tay nên anh ấy đau lòng. Mình ơi, thôi anh hãy lên đường. Kể từ giờ em là vợ của người ta. Không, Lành ơi, hãy để cho anh nói chứ. Anh nói rồi được gì? Hay là muốn chuốc họa vào thân? Bà nhỏ của tôi đã ra lệnh rồi. Chịu đi hay là đợi tôi ra lệnh? Đi thì tất nhiên tôi phải đi, nhưng tôi sẽ quay trở lại. Để làm gì? Làm gì rồi ông sẽ biết. Tao sẽ cho mày không có cơ hội trở lại đây đâu. Ra tay! Còn như ông quyết đoạn tình dứt nghĩa thì tôi sẽ chết tại nơi đây để cho ông hả dạ vui lòng. Chứ
mày thì có thiệt gì đâu. Cũng là do nó mày có phước đó. Thôi đi đi, đừng để cho tao đổi ý là nguy đó. Tôi không cần. Cần chứ sao không? Cần cho anh và cần cả cho tôi và tương lai sau này của anh. Đi, đi đi. Anh ấy kể như tôi đã chết từ lâu rồi. Đi. Anh trở lại tìm em. Huyền thoại. Đi chưa hay là... Tôi đi đây. Tôi đi đây. Ông chờ xem. Anh Minh. Mọi chuyện như vậy là xong rồi. Bây giờ em về với tôi luôn được chứ? Sáng mai kia mà. Sáng mai? Nhưng mà tôi muốn ngay bây giờ. Bọn em định ở lại đây để hẹn hò tiếp sao? Ông. Thôi được, tôi đi cùng ông. Làm thân lẻ mọn mà, có danh giá gì mà đợi đến sáng. Vả lại sáng mai thì tôi cũng âm thầm đi vào cửa sau nhà ông thôi. Đành vậy. Biết thế thì tốt quá cưng. Thôi đi. Thưa bà hai, lễ mễ thưa gửi làm gì? Chúng ta đều là phận nghèo, vào đây làm tôi tớ cả mà. Em không thưa vậy, bà lớn hay được là bà đánh em chết. Bà hai còn lạ gì tánh của bà lớn. Từ khi có bà hai trong cái nhà này, bà lớn thường hay cáo gắt, chửi mắng đủ điều. Bà hay la hay đánh, tôi tớ trong nhà nên chẳng có ai dám đến gần bà hai vì sợ mang tai. Chỉ có em là do bổn phận tối ngày thân cận nên bà lớn nói em cùng với bà một phe. Mình là phận con ở không công, thành ra họ có la mắng thế nào cũng cắn răng mà chịu. Em thấy tôi như vậy, tưởng tôi sung sướng lắm sao? Ngoài mặt người ta cố tỏ vẻ ngọt ngào, còn bên trong họ thủ sẵn dao búa để chờ dịp mà hạ thủ. Ông có biết chuyện này không bà? Có cũng như không. Trong cái nhà này tôi có danh phận gì mà để tranh giành cùng họ chứ? Vả lại trước mặt ông ấy, bà lớn đã khỏa lấp tất cả bằng cái ngon ngọt. Không có gì khổ sở cho bằng sống trong một gia đình mà đến với nhau bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Em thấy ông thương bà hai hết mực mà. Thương yêu gì em, người ta chỉ xem tôi như một món hàng. Còn mới thì họ nâng niu, đến cũ thì họ cũng dứt bỏ tôi như là một giỏ chanh đã dắt hết nước. Bà đã liệu trước chuyện này à? Liệu hay không thì cũng không làm gì được. Thân tôi như cá chậu chim lòng, nào có ai sổ lòng để chim bay. Tìm hạnh phúc riêng tư, thân bị giam giữ giữa chiếc lồng son, ngửa mặt nhìn trời xanh chuyện là nhưng em không dám nói đâu, em sợ bà lớn hay được, bà sẽ giết em. Ở đây tôi nhỏ, chuyện gì đó? Dạ thưa bà, dạ không có. Trong cái nhà này ai có phận nấy, bếp
xếp là tao giả tét miệng à. Thứ đồ, đồ sống bám mà không biết phận. Coi chừng tao cạo đầu rồi đuổi ra khỏi nhà đó, biết chưa? Dạ biết. Đi ra nhà sau lo bổn phận của mày đi. Dạ, con xin phép. Lành em. Đó là phận tôi tớ, nên chị phải thẳng tay. Còn em, dù sao cũng là bà chủ nhỏ của nhà này, lại được ông ấy cưng chiều thì em đừng ngại gì cả nha. Dạ, em biết phận mình mà. Em mời chị ngồi. Sáng nay ông ấy đi sớm, có nói chừng nào về không em? Dạ thưa không. Em tưởng hồi tối ông nhà ở bên chị, chắc khi đi đã nói cho chị hay rồi. Hồi tối ông không có ở bên em sao? Dạ thưa không. Vậy là thằng Trả đi đâu? Mẻm này là tấp vào chỗ nào rồi? Nè, Lành em, em là bà nhỏ, em còn trẻ đẹp, em phải biết giữ ông ấy chứ. Dạ, thân lẻ mọn như em có quyền hạn gì mà giữ ông ấy? Được chị thương cho ăn nhờ ở tạm là em mãn nguyện rồi. Em đâu có dám đòi hỏi gì nữa thưa chị. Ê chà, nghe giọng điệu của em thấy mà thương ghê. Hèn chi cha già mắc dịch đó không chết mê, chết mệt sao được. Nhưng nói gì á thì nói, được yêu thương chiều chuộng cỡ nào á thì gà với phượng cũng không thể so. Tuy cùng một gia nhưng lại khác dòng, cho nên học thoái nọ kia rồi đèo đèo là không nên. Dạ thưa chị em. Khoan, tôi chưa nói hết câu mà cô đã vội cướp lời. Ông bà ba dạy ăn vui rồi, kẻo ăn cơm thớt rồi quen. Phải loại chân lắm tay bụng. Em nghe rồi học với người ta. Dạ thưa, chị đã nói hết hay chưa? Cho em thưa rõ vài lời, em biết mình là phận gà. Có gian sanh với phượng bao giờ đâu. Phượng là giống cao sang, nó thích tung bay giữa trời, thích khoe mã với người đời. Nhưng nó nào đâu hiểu, cùng là loài có cánh, có mỏ và nanh vuốt như nhau, nhưng có con thì đem lợi cho người ta, có con thì người ta ghét đắng ghét cay. Cũng mồm mép lắm chứ. Ai bảo gà mái không biết đá? Tuy không có cửa để đâm, nhưng cái mỏ sắt của nó cũng khiến người ta thất điên bát đảo. Dạ thưa, em chỉ bàn với chị cho vui về chủng loại chim mà. Nếu có vô tình làm cho chị không vừa lòng, em thành thật xin lỗi. Tôi là người sống có mực thước, cho nên đâu có lỗi nhiều để cho họ xin đâu. Dạ lỗi phần em, mong chị tha cho. Nghe qua thì cũng mát tai, nhưng nghĩ lại thì cũng khá cay cú. Không biết là trong cái ngôi nhà này tôi sẽ còn gặp bao nhiêu cuộc ăn miếng trả miếng như thế này. Hèn chi tụi đầy tớ trong nhà nó nói không ngoa mà. Chủ với tớ đúng là cá mè một lứa. Sao, tôi nói như vậy đúng không em Lành? Sao không nói nữa? Bộ tôi không đáng à? Dạ thưa, bà lớn dạy thì em xin nghe. Giả lại từ nhỏ ba
em đã nhắc á, làm người thì đừng nên nói nhiều, bởi nói nhiều tất sẽ có sai sót. Tốt nhất nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Cái lưỡi không xương mà, uống nhiều quá coi chừng nó dọp. Cái miệng không dành để lâu quá coi chừng khó mở hơi. Không khéo là người ta bảo mình câm. Mà trong cái nhà này chưa ai bị có tật bao giờ. Dạ thưa, bị dị tật bên ngoài thì người ta dễ phát hiện, chứ bị dị tật bên trong thì khó phát hiện. Cái gì cũng vậy, nếu khó phát hiện, để lâu dài sẽ trở thành bệnh là nguy. Giả bệnh để được chiều chuộng ân cần thì sao? Thứ đó hay hơn là bệnh thật à. Trong người rồi nghĩ đến ta, tôi thấy sao đúng quá. Em nghĩ cuộc sống nên đòi hỏi sự chân thật. Nếu ai dùng quá nhiều thủ thuật trong cuộc sống thì một ngày nào đó họ cũng bị bóc trần ra thôi. Mọi vật không thể che giấu được dưới ánh mặt trời. Đúng. Và có một ngày sự thật sẽ được phơi bày. Lúc đó coi ai là người lạm dụng thủ pháp để được yêu, được chiều nhé. Dạ, em cũng mong là như vậy. Bữa nay tôi thèm ăn canh chua cá lóc quá. Em có thể đi chợ được chứ? Dạ, chị đã phân công làm sao mà em dám cãi. Tôi chỉ nhờ chứ không dám phân công. Dạ, cả hai cũng chỉ là một mà thôi. Dạ thưa chị, em đi. Có cần tụi nhỏ lấy xe đưa đi không à? Dạ không, em quen sống thật rồi chị à. Mày đánh đá rồi sẽ biết thay bà. Giờ bà đứng đây chờ cậu Minh đi, tôi ra ngoài đó tôi canh chừng. Nhưng mà bà liệu nói chuyện cho nhanh, để lộ là chết em nha. Em cứ yên tâm, tôi đâu có muốn gặp lại ảnh. Ngặt gì em nói có tin của ba tôi, nên tôi mới đánh liều. Tôi biết như vậy là mình có lỗi. Thôi em ra ngoài đó em canh chừng nha. Của ba em không? Anh nói nhanh lên, tại vì em không thể đứng đây trò chuyện cùng anh lâu được. Anh nhớ em quá Lành à. Em xin anh đừng nhắc lại câu nói đó. Tất cả chuyện ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm, một thứ kỷ niệm buộc em phải quên đi, và anh cũng không nên gìn giữ. Dễ dàng vậy sao Lành? Chuyện tình yêu của một con người không phải muốn quên là được. Tự tình anh lén quay trở lại đây để mong gặp lại bóng hình em mà anh luôn nhớ mong. Trong những đêm dài anh cứ chập chờ, anh cố tìm quên thì càng nhớ thêm. Làm sao anh quên được người mà anh nhớ mong. Dù không thể quên, anh cũng gắng nhủ lòng. Tớ duyên đã là mong gì đôi. Thì em lưu luyến làm chi để gây khổ.
mình. Tình duyên đã lỡ lưu, giờ chỉ thêm phiền. Người ta đối đãi với tôi rất tốt, có ai đài đó gì thân xác của tôi đâu. Em nói dối, vì em sợ người ta. Dòng lễ dài ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng. Đành rằng bà lớn có ghen tuông khi thấy sự có mặt của tôi trong nhà này, nhưng mọi quyết định vẫn thuộc về ông Thình. Ông ấy là chủ của gia đình, ông ấy che chở cho tôi, ông ấy có đủ sức tạo cho tôi cuộc sống khá giả. Anh đừng lo gì cho tôi hết, anh nghe không? Em nói thật với lòng mình đó sao? Hay là em cố khỏa lấp nỗi đau đang tồn tại? Em hãy nhìn thẳng vào mặt anh đi, rồi trả lời những câu anh hỏi. Tại sao em cố tình quay hướng khác mà không dám đối diện với sự thật? Sẽ dựng xây hạnh phúc suốt đời. Lỡ rồi một mối tơ duyên, đời em buồn bã như phiên chợ chiều. Nói yêu rằng thật là yêu, dòng đời trắng ngã nó liệu sao đây? Lành à, anh đưa em đi ngay trong đêm nay, rồi quay trở lại rước ba sao? Họ sẽ không để cho ba em yên. À, anh nói là có gặp ba tôi, vậy ba tôi có khỏe không? Bác đang bệnh, chính vì thế mà anh cần đưa bác đi gấp để chữa bệnh. Giờ chỉ còn chờ quyết định của em. Tôi chấp nhận về làm vợ bé cho người ta là để trừ món nợ mà ba tôi đã vay lúc trước, lúc má tôi mất. 2-3 năm nay món nợ ấy không trả nổi mà tiền lời thì cứ chất chồng lên. Đến đổi tôi phải đánh đổi cả đời con gái. Tôi thấy như bây giờ là quá ổn. Chẳng lẽ tôi lại gây khổ cho ba tôi nữa sao? Bác sẽ cùng đi với chúng ta mà. Ba tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Ra đi như vậy, cha con tôi sẽ mang tiếng là giật nợ, còn tôi thì mang tiếng trốn chồng theo trai, dù rằng đi theo người mình yêu thương nhất. Thôi, gặp nhau bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh đi đi, anh đi đi và đừng bao giờ quay trở lại. Đừng lưu giữ ý nghĩ là tôi sẽ trốn theo anh. Anh đã nói cạn lời mà em không tin anh sao hả? Cơ may hạnh phúc chỉ đến với chúng ta một lần thôi, cơ may ấy vượt qua là chúng ta không còn kịp nữa. Đã lỡ rồi, không còn dịp nào nữa đâu. Anh đi đi, nghe lời tôi đi đi. Tụi bé đâu? Đó. Về kinh lại. Ba ơi, chạy đi. Chết rồi nè. Ê, mày A Tòng với nó để hủy hoại danh dự nhà này hả mày? Hả mày? Đôi gian phu dâm phụ hả? Chúng tôi gặp nhau đường đường chính chính chứ không phải là đôi gian phu dâm phụ như ông nghĩ. Đường đường chính chính, đường đường chính chính mà lại ở đây vào lúc nửa đêm mà. Dạ không, tôi đến để nghe nãy nói là ba tôi bị bệnh mà. Con già hàm lớn miệng nữa hả? Đẹp đẽ quá rồi, nhìn qua là tôi đoán ngay mà. Không phường trốn chuốt cũng tay lộn chồng, gà phượng bây giờ đã rõ rồi chứ gì, phải không mày hả? Không, ba đừng vô không. Tôi biết là bà căm thù tôi nên bày ra cảnh này. Thật tôi không ngờ. Nếu cô không là phường lộn chồng thì ai, ai hại được cô? Bà quả thật là độc ác. Thôi cầm đi, cô còn trả treo lạng đòn đó. Tôi thấy cô là đẹp người đẹp nết nên tôi mới cưới cô, đem về làm vợ. Tôi có bạc đãi gì với cô không mà cô lại trát trấu vào mặt tôi. Từ khi cưới cô, tôi đã hết lòng chiều chuộng.
không để cho cô thiệt thòi điều chi mà cô vẫn cắt nết lang tâm. Không, tôi xin thề với lòng là tôi không hề phản bội ông. Ha, trước sự thật này cô trả lời sao đây? À, chắc tại tôi đã âm mưu hãm hại nên cô mới chịu tiên nước hoàng. Có đúng như vậy hay không? Việc gì bà làm bà tự hiểu, còn tôi lòng trong sạch, tôi không bao giờ hổ thẹn. Trong sạch? Trong sạch như cái dũng bùn nữa phải không? Bà muốn nghĩ thế nào tùy bà. Không cãi lý nữa. Bây đâu, đè cái thằng khốn nạn này đánh gãy chân nó cho tao. Không, đánh gãy chân là còn nhẹ đó. Ông Thình, ông đụng đến tôi, tôi sẽ thưa ông đó. Thưa hả? Trước khi mày thưa tao thì mày đã ngồi tù vì cái tội dụ dỗ vợ tao, biết chưa? Bây đâu, đánh nó. Tôi quỳ xuống đây mong ông hãy rộng lòng tha thứ, đừng hành hạ người ta. Tôi lỗi kia tất cả do tôi làm, xin ông cứ thẳng tay mà trừng trị tôi thôi. Tưởng đến giây phút cuối cùng bà vẫn cứng đầu không nói với tôi một lời giáng sinh cho tên khốn nạn. Tôi đã cho bà tất cả những gì tôi có mà bà vẫn chưa đẹp già sao bà. Không thể nào chiều ý bà đâu. Tôi muốn bà đoạn tuyệt cái quá khứ kia, kể từ nay bà không còn nhớ nó nữa. Nếu chấp nhận thì tôi tha thứ, còn bằng cái lời tôi thì mạng hắn sẽ không còn. Được, miễn ông bằng lòng tha thứ cho anh ấy, tôi sẽ làm theo những lời chỉ dạy của ông. Điều kiện cũng dễ dàng thôi. Bà phải để lại cho hắn một kỷ niệm. Có nghĩa là bà phải để lại trên mặt hắn một vết thẹo. Đồ ác độc! Tại sao phải làm như vậy? Có nhiều cách mà. Bà thử nghĩ coi, có cách nào hay hơn không? Nói đi. Để thẹo trên mặt là quá nhẹ tay rồi. Ông Thành ơi, tôi xin ông, tôi lại ông mà, tôi xin ông. Bà đừng có gian xin. Họ biết tại sao tôi để lại vết thẹo trên mặt đó không? Tôi muốn mỗi khi soi gương mặt của mình, nó sẽ thấy vết thẹo đó và nó sẽ nhớ đến việc làm tồi bại của mình. Bà hiểu chưa? Trời ơi, ác độc như vậy là cùng. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Trước mặt ông mà nó còn dám nói ông ác. Nếu nó không có chịu ra tay á thì ông cho tụi gia nhân nó đập chết mẹ nó đi. Không, bà, tôi lại bà, tôi lại ông. Ông Tình ơi, tôi bằng lòng. À, bằng lòng phải không?
Tụi bay đâu? Dạ. Đưa dao cho bà hai đi. Dạ, dao này không? Đó, cầm lấy đi. Ra tay đi. Anh ơi, anh đi đi. Đuổi ra khỏi cửa sau. Từ nay con mày còn bén mảng về đây là bỏ xác nghe chưa con? Tụi bay đâu? Đưa bà hai về phòng. Nó sẽ không bao giờ dám trở lại đây nữa. Lành vĩnh viễn là của ta. Mày đã lấy ai trong cái nhà này đến nỗi bụng mang dạ chữa như vậy? Nói, nói ngay. Con không dám nói. Mày sợ ai mà không dám nói? Nó là thằng nào? Không lẽ nó là cái thằng ăn trộm trâu? Bà ăn nói gì kỳ vậy không biết? Cái gì mà kỳ? Bộ của ông sao ông ra miệng? Ở đâu có phải bà? Bà này kỳ quá. Tôi phải đánh cho nó khai ra. Nó khai ra thằng chó đẻ nào mà nó có gan dạ cùng mình vậy? Mày chịu khai chưa? Khai chưa? Bà có đánh chết con, con cũng không dám khai. Bộ nó là ông cố nội mày hay sao vậy? Mà mày gìn giữ. Bay đâu? Đánh nó. Đánh tới chừng nào nó chịu khai thì thôi. Đánh nữa. Đánh. Trời ơi, đánh chi dữ vậy không biết? Bộ ông đau hả? Bảy hoài. Đau quá. Bà ơi, tôi có tội gì đâu mà bà ra tay chẳng chút động lòng. Tôi bị người ta gạt gẫm lừa tình, giờ ngậm đắng nuốt cay, có ai cùng cánh chiều. Tôi cầu mong bà hãy đuổi tôi đi, tôi ra đi mà lòng không hề quan hận. Lĩnh vực quyền hạn của tôi, ông không bao che được đâu.
Mày chịu khai chưa? Hả? Dạ. Chưa cháy nhà thì chưa loài mặt chuột cái gì phải không? Phải không? Nói ra thì tôi cũng chết. Vậy thì đánh. Ba ơi, trời. Định ngăn cản hả? Hả? Cô lấy tư cách gì mà ngăn cản đây? Thứ cá mè một lứa, có gì tốt mà binh vực cho nhau? Dạ thưa chị, ai tốt ai xấu thì có trời Phật thấu rõ lòng dạ của họ. Chị nguyền rủa làm gì cho hao hơi tổn sức. Giả dụ như tôi có làm chuyện tồi bại thật sự, chắc tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai trong cái nhà này. Còn nếu ai kia rách tâm hại tôi, rồi họ cố tình im hơi lặng tiếng, thì chẳng khác nào là con rùa rút đầu. Chua ngoa thiệt. Cô muốn mắng xéo tôi đó hả? Tôi cho cô biết, trong cái nhà này cô thuộc loại nào, cô hiểu chứ? Đây không phải là chuyện của cô thì cô đừng xen vào, coi chừng dạ lây đó. Nó, bà lại gây gỗ nữa rồi. Sao bà thích gây với người khác như vậy? Một tiếng nhịn cho gia đình êm ấm thì bà có thiệt cái gì đâu. Ông im đi, coi chừng há miệng mắt quay đó. Nếu không chịu nổi thì đi vào trong, chuyện này tự tôi giải quyết được mà. Thôi thì cãi với bà tôi mệt quá, tôi vào trong cho nó khỏe. Ông ấy vào trong rồi đó, cô tha hồ mà lớn miệng đi. Thưa bà, tôi không muốn lớn tiếng hay cãi lại bà, tôi chỉ muốn nói theo lẽ phải. Trong cái nhà này ai làm lớn? Bao giờ cũng vậy, khi nói chuyện với tôi, bà luôn đặt ra bốn chữ: trong cái nhà này. Tôi biết trong nhà này bà là bà lớn, tôi chỉ là phận lẻ mọn, nếu không muốn nói là một con ở không công. Tôi đã không có địa vị thì tranh cãi với bà để làm gì? Để cho bà tức giận trong lòng, rồi bà mắng nhiếc đủ điều. Tôi nào có lợi lộc gì đâu, chịu đựng quá nhiều rồi. Từ thể xác tới tâm hồn thì bà hành hạ nữa làm chi? Bà hai ơi, cô xin cảm ơn bà đã đỡ tiếng xin lời. Tội con chịu riêng mình, bà đừng bên giật rồi giá lây. Cô, bà cô hao hơi tốn sức chuyện này, tôi phải nghiêm trị trong gia đình. Không khéo thì nó loạn về sau. Bà hai ơi, đời của con cầm bằng bỏ đi khi đã trót nghe lời người ta dụ dỗ. Giờ oanh mặt quay lưng bỏ con chịu bao đau buốt của rồi đó. Người ta cho con một số ít đi tiền để con gửi về quê cho cha chữa bệnh, nên con đành nhắm mắt đưa chân. Nhưng con không muốn nghe theo cũng chẳng được, bởi người ta có quyền quy, còn con là con ở. Việc con làm con canh tân chịu đựng, không dám cay người đã cướp bê đời con gái. Rồi nói mí mí là biết mẹ nó rồi. Thủ phạm chạy qua chạy lại cũng là thằng già.
Mận, Mận ơi, em cứ bình tĩnh và kể rõ lại, có gì bên em nghe rõ ngọn ngành. Mạnh dữ à. Em nói sơ người ta sẽ giết em liền. Mận ơi, phàm là con người dù có ác độc thì trong họ cũng còn có chút lương tâm. Giả như tác giả cái bào thay là ông nhà thì em cũng nên nói thật, dù thế nào nó cũng là máu mủ, không lẽ nào họ nỡ giết em sao? Rồi, có chỗ dựa rồi đó. Tha hồ mà công kích tôi đi. Mày dám nói chồng tao làm cái chuyện bại hoại đó sao mày? Mày định trét bụng vào mặt chồng tao hả? Con khốn nạn, tao cho mày biết, cho mày chết nè. Nói bà dừng tay lại. Sao? Định ăn thua đủ với tôi nữa hả? Đủ sức chưa hay là coi chừng đó? Coi chừng cô chịu chung số phận như nó đó. Tôi không dám ăn thua với ai. Tôi chỉ bảo vệ những gì mà mình thấy cần phải bảo vệ. Người ta bụng mang giả chữa, bà hành hạ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Lỡ xảy ra chuyện gì không hay, ai là người chịu trách nhiệm về sinh mạng của người ta chứ? Như vậy thì càng tốt. Nó không còn giữ cái quái vật kia trong bụng thì lúc đó tôi mới thư thản ở trong lòng đó chứ. Bà ơi, đồng phận đàn bà, tại sao bà không thông cảm với số phận nghiệt ngã của người khác mà lại muốn cướp đi mạng sống của con người ta? Lương tâm của bà ở đâu? Lương tâm? Lương tâm cái con mẹ gì? Nó có đổi được lon gạo hay là mang cái lương tâm đó đi sống bám vào người khác? Không vì cái thằng cha già dịu dật đó nè, tôi đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chứ đâu còn đứng đây mà cao giọng lương tâm này lương tâm nọ, quái gì? Thưa bà, mỗi lúc bà nói thẳng thừng với tôi thì tôi rất cố nhịn bà. Nhưng đến lúc tôi nói thẳng với bà thì bà sẽ nghĩ sao? Bây giờ tôi nói thẳng với bà đây, bà lấy tư cách gì mà đòi đuổi tôi? Ông Thình cưới tôi kia mà. Xét kỹ ra, giữa tôi và bà, ai là người ăn bám thì bà đã rõ rồi chứ. Chúng ta đều là một lũ ăn bám như nhau, đã không biết nhục thì cao ngạo làm gì cho thiên hạ cười chế chứ. Con kia, mày dám xích thực với tao hả mày? Hả? Bà tự hạ thấp mình thì tại sao lại buộc người ta phải trân trọng? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Mày thích sự thật, được. Thích sự thật thì mày coi. Mày coi cái gương của cái con khốn nạn này nè. Mày chết mẹ mày đi. Tôi nói bà dừng tay lại. Mày đi. Tôi cảnh cáo bà đó. Nếu bà cố tình bức bách cô Mận, tôi sẽ ăn thua đủ với bà. Tôi nói là tôi làm. Ngon, mày ngon. Đừng bà hai ơi, đừng bà. Tôi nói thật với bà, cùi rồi tôi đâu có sợ gì lỡ. Chán kiểu bà đụng miệng dừa, kết quả thế nào bà biết rồi đó. Mày ngang ngạnh, ngang ngạnh. Nhưng tưởng mày hiền ai ngờ. Được, tao nhường mày bữa nay chứ không có nhường ngày mai nghe mày. Gái đâu? Dạ, dạ bà lớn gọi. Đem con này nhốt vào nhà củi cho tao. Đi. Ai dám cản ngăn cho tụi nhỏ đập chết mẹ nó đi. Thử coi từ nay ai làm gì được tao, tao thách đó. Xét. Bà ta nói là thế nào cũng có âm mưu, mình phải liệu đường để cứu em Mận.
Bà lớn biểu mình đem tô thuốc này cho em Mận uống, dứt khoát không phải là thuốc bổ. Không lẽ đây là thuốc độc? Nhưng bà dạy gì giết người để mang quả. Chết rồi, chắc là thuốc phá thai. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Không dâng lệnh bà lớn thì thế nào bà cũng hại mình. Còn dâng lệnh bà ta thì số phận của em Mận sẽ ra sao? Mày nhớ rõ chưa? Bằng mọi cách phải cho nó uống tô thuốc này. Nó không uống á là mày biết thay tao. Dù nó uống không được á thì đè cổ nó, đổ cho nó uống. Rõ chưa? Đúng rồi, đúng rồi, vậy đây là thuốc phá thai. Trời ơi, vào đây mình cha ơi, chắc kể từ nay con không còn được gặp cha nữa. Người ta đã hại đời con gái của con, bây giờ họ lại định giết con. Con biết làm sao để thoát khỏi nơi đây. Cha ơi, chung quanh con quán tối mịt mồ dân dân, con bị giam hãm giữa màn đêm, không tài nào thoát thân, thì làm sao về với cha già và đứa con mới tưởng hình. Mận ơi, thấy hoàn cảnh của em lòng chị đau như ai cắt. Nhưng chỉ là người ở thì làm sao cứu em thoát khỏi căn nguy mà dòng lệ rưng rưng, tay run rẩy khi bưng tô thuốc. Biết làm sao cho em thoát nạn để em gìn giữ giọt máu của mình. Chị gái, chị nói sao? Đây là tô thuốc mà bà lớn bảo chị mang tới buộc em phải uống. Thuốc gì? Em có bệnh hoạn gì đâu mà uống thuốc. À, hay là bà lớn đã nghĩ lại? Làm gì có chuyện nghĩ lại. Bà ấy bảo chị mang thuốc phá thai tới cho em đó. Trời ơi,
Sao họ độc ác quá vậy? Họ sẽ còn độc ác nữa nếu như cái bào thai kia chưa bị phá. Mận ơi, chị phải làm gì đây Mận? Chị gái ơi, chị cứu em đi chị gái ơi. Mận ơi, chị làm sao mà dám cứu em? À, có rồi, trong nhà này chỉ có một người dám cứu em. Ai vậy chị? Bà Hai. Em sợ bà không dám đâu. Kìa, chị gái, chị làm gì mà ở đây vậy? Bà Hai, bà cứu em Mận đi bà Hai. Bà Hai ơi, chết em bà ơi, cứu em đi bà. Chuyện gì, cứ bình tĩnh nói cho chị rõ. Dạ, bà lớn bảo tôi mang tô thuốc phá thai để đến cho em Mận. Tôi không nỡ bà Hai à, nên... Bà lớn lại hành động độc ác đến như vậy à? Nếu em Mận còn mang cái bào thai ấy, bà lớn sẽ ăn ngủ không yên, và tánh mạng của em Mận cũng khó được an toàn. Bà ơi, bà đừng bỏ em bà ơi. Nhưng bây giờ biết cứu em bằng cách nào đây? Bà Hai, nếu bà Hai thật lòng muốn cứu em Mận thì lo gì không có cách. Đâu, chị nói thử xem. Muốn bảo toàn tính mạng và bào thai của em Mận, chỉ còn cách là em Mận phải đi thật xa. Chứ ở lại nơi này sẽ rước họa vào thân. Thà chôn quê người trôi nổi mà em Mận toàn vẹn tâm thân. Này chỉ có bà Hai mới cứu được em Mận trong bước đường cùng. Bởi em Mận còn ngây thơ khờ dại, từ nhỏ tới nay chưa biết nơi phú thì. Thì làm sao em đi Mận? Khỏi nơi đây, nhưng bằng cách nào nổi trong đêm nay không rời khỏi thì ngày mai sẽ muộn màng. Chuyện của em khiến bà phải dương lụy. Bà Hai ơi, tôi tháo cuối sổ lòng, bà Hai giận em Mận mau rời khỏi nơi đây. Nếu như em thoát khỏi nguy nan mà để cho chị vương dòng khổ ai, thà em ở lại đây nguyện chết với giọt máu. Rồi rơi đòn, thậm chí tính mạng sẽ mất đi. Cứ một người mà để hai người dương đau khổ, bà Hai sẽ ra sao trong chuỗi ngày còn lại khi hiện tại bà đã quá đau buồn. Phần chị, em khỏi phải lo cho chị. Cứu được em là việc trên hết. Vả lại bà lớn chưa dám ra tay với chị đâu, em đừng lo lắng.
khỏi nơi đây, tôi sẽ đốt căn nhà cuối. Và tôi phao tin rằng chắc em Mận vì xấu hổ chuyện vừa qua nên em đã tự giận cho đỡ phần tủi nhục. Bà Hai ơi, còn bà Hai thì trốn đi biệt dạng chắc là theo tiếng gọi của ấy tình. Như vậy thì quá thiệt thòi cho bà Hai, nhưng đó là cách giải thoát duy nhất. Biết đâu rồi đây cả em và bà Hai đều tìm ra hạnh phúc. Chị gái, em Mận, em nói cũng có lý. Sống trong ngôi nhà này chỉ là đầy tớ. Chị đã muốn tìm cách trốn đi, sẵn dịp này hai chị em mình cùng đi. Chờ ngày sinh nở, bởi núm ruột này là lẽ sống của em. Gian nan ta vốn đã quen, ngại gì sương gió dần len cõi đời. Một lại này em thành thật tạ ơn, chỉ là người cứu mạng cho cả con lẫn mẹ. Để chị mở cửa cho em. Bây giờ tôi ra mở cửa sau cho bà và em Mận trốn đi. Chị gái, chúng tôi vô vàng đổi ơn chị. Cảm ơn chị, nhưng chắc hiện tại bà và em Mận không có tiền trong túi. Tuy mang tiếng là vợ nhỏ của ông Thịnh, nhưng thật ra chị chỉ là người ở, làm sao mà có tiền được hả? Bà Hai, tôi có chút tiền dành dụm định gửi cho mẹ. Nay bà và em Mận cầm lấy để phòng thân và lo cho em Mận lúc bất trắc. Chị gái, chúng tôi đâu nỡ. Thôi, chị giữ lại đi. Không, bà Hai, mình khổ như nhau mà. Chị lành. Chị gái, chúng tôi xin thành thật cảm ơn chị. Gà gái canh hai rồi đó, hai người đi đi. Không biết bao giờ chị em chúng ta mới gặp lại. Sống mà nhớ nhau là coi như thấy nhau rồi. Đi đi, đi đi em. Đi Mận. Em đi nghe chị gái. Dập tắt ngay đi, mau mau dập tắt đi. Ôi, dập tắt chi, sắp thành tro rồi. Ra công chi cho uổng. Bay đâu? À, vào nghỉ cho khỏe. Trời ơi, lửa, lửa, lửa. Trời ơi, Mận, Mận ơi. Em Mận, Mận ơi là Mận. Chừng chừng trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Gái, ba, gái của ba. Ba, ba. Bữa nay có chuyện gì mà ca hát in ỏi vậy con? Con hát vừa đủ nghe thôi mà ba. Vừa đủ nghe mà trên lầu ba đó giật mình thức giấc. Chà, đi đâu mà diện quá vậy con? Ba ơi, bữa nay con có hẹn với mấy đứa bạn, con đi lấy thiêu. Bộ không đi học sao mà đi chơi con? Ba quên rồi, bữa nay là chủ nhật mà. À, chết, chết. Bận quá,
nhiều công chuyện cho nên ba không nhớ ngày nhớ tháng và... Dạ ba không nhớ cả hạnh phúc cho ba nữa phải không? Con lại nhắc khéo ha. Thôi ba già rồi. Ba à, ba không nghe người ta nói sao? Thấy gừng càng già đó thì càng cay. Nhưng ba là gừng bị ngập nước, đâu có cay như con nghĩ. Đó là tại vì ba tự nhận như vậy thôi. Chứ con thấy ba đó nha, ba còn rất yêu đời đó. Ba yêu đời là vì con, ba phải vui để cho con vui. Chứ không phải ba đang chờ đang đợi. Ba có đợi chờ gì đâu. Con thấy ba hay ngước lên nhìn tấm ảnh trong căn phòng của ba đó. Ba ấy là ai mà tấm ảnh ba giữ cho tới giờ? Đó chỉ là người bạn thân. Bạn thân? Con nghe cũng hơi ngộ nha. Bởi vì theo con biết á, thì giữa một người đàn ông và một người đàn bà không bao giờ xuất hiện một tình bạn thân, ngoại trừ... Tình yêu chứ gì phải không con? Tùy theo cách nghĩ của mỗi người chứ con. Vậy con nghĩ theo cách của con, được không ba? Được chứ. Vì con đã lớn rồi, sắp tốt nghiệp đại học. Và vấn đề quan trọng nữa là sao con đã hẹn mà không đi nè? Ý chết rồi, trễ giờ rồi, thôi con đi nghe ba. Tội nghiệp, dù chỉ là con nuôi, nhưng tôi thương nó như là con ruột. Gặm lại, trong đời mình, tôi còn có ai là người thân ngoài nó đâu. Dạ chào ông. Chú em ở ngoài cổng bảo tôi vào thẳng trong này gặp ông. Mời ông ngồi. Mời ông uống nước. Dạ cảm ơn. Miếng vườn và ngôi nhà dưới quê của ông, ông nhất định bán rồi chứ? Chúng tôi đã thảo luận xong. Ông, ông có phải là... Là ai? Tôi là người định mua miếng vườn và ngôi nhà đó để dưỡng già. Vì với tôi, nơi ấy có rất nhiều kỷ niệm. Ông là Minh? Đúng, tôi là Minh. Ông, ông không nhận ra tôi sao? Ra chứ. Chính vì biết rõ ông là ai nên tôi mới quyết mua bằng được ngôi nhà nơi đã khắc trong tôi nỗi nhục của 25 năm về trước. Khi tôi đến nhà ông vào một đêm trời tối đen như mực, ông đã buộc lành để lại vết thẹo trên mặt tôi. 25 năm dài đằng đằng, tôi không một lần muốn về lại chốn xưa. Tôi lao vào công việc kiếm tiền để nuôi thân, nhưng giờ theo ngày nào không xóa được với thời gian. Giờ ông muốn đem chuyện ngày xóa ra mà trả hận. Nếu giải quyết hận thù thì xin ông cứ ra tay. Ông nghĩ tôi nhỏ nhen đến như vậy sao? Với người khác, họ sẽ xem vết thẹo kia như là mối hận cần phải trả. Nhưng với tôi, vết thẹo chính là nỗi nhục buộc tôi phải vươn lên. Đến khi tôi đã có trong tay tiền muôn bạc vạn thì cô ấy cũng biền biệt phương nào. Cho nên vết thẹo đó chính là kỷ niệm buộc tôi phải gìn giữ, như gìn giữ những gì cô ấy đã để lại cho tôi. Ông đã biết rõ ràng chuyện của lành và thật lòng không nhớ đến hận cũ à? Nhớ đến để làm gì? Để trả thù à? Giờ còn gì nữa đâu mà tôi trả thù. Lành đã không biết còn sống hay chết.
và ông. Cuộc đời đã trả giá cho ông rồi đó. Vì thế tôi có làm thế nào cũng không tìm được lành. Nhưng mà làm sao ông biết được chuyện lành rời bỏ nhà tôi chứ? Nói đúng hơn là cô ấy đã rời bỏ ông. Vì lành không thể sống với một người mà nàng không chút yêu thương. Sự gánh ghét của bà tình. Ông đã thật lòng nhìn nhận chuyện xưa. Thật sự yêu thương lành, muốn đem hạnh phúc đến cho cô. Nhưng tôi biết trong trái tim của lành đã có hình bóng của ông. Nên lành lạnh nhạt với tôi nhiều. Dùng quyền quý và tiền bạc để bứt lìa tình cảm giữa ông và cô ấy. Nhưng ông hiểu cho tôi, vì sống với vợ đã 5 năm mà không còn để nối dõi tông đường. Chọn người thì sanh con thế cho vợ tôi. Tôi nghĩ rằng khi có tiền bạc trong tay thì tôi có thể làm theo ý muốn. Dù sống gần lành chẳng được bao lâu, nhưng tình cảm của tôi thì rất chân thành. Ông nói cũng dễ nghe. Nếu ông đã thương lành thật lòng, sao còn gian díu với cô Mận, đến nỗi cô ấy phải bỏ xứ ra đi. Tất cả là do ông mà. Ông đừng tự dối mình là kẻ trăng hoa. Trăng hoa, những kẻ khô rách áo ôm mà còn nghĩ tới chuyện trăng hoa. Huống chi tôi là kẻ có thừa tiền lắm của chứ. Mà khi dục vọng đã dâng trào che mờ lý trí thì hậu quả như thế nào có ai thèm nghĩ tới đâu. Ông có biết rằng trong suốt 25 năm trời, tôi đã nhiều đêm âm thầm rai rất khổ đau. Hối hận triền miên vì chuyện làm ngày cũ, thì nghĩ đến những người cùng mình từng chăn gối, không biết giờ đây đã trôi dạt phương nào. Mẫn và lành hiện sống ra sao, đôi lạnh âm nói nơi vỉa hè xó chợ. Trời ơi, tôi là người hay là cầm tú mà nỡ để cho những người thân của mình phải vất vả tha phương. Có khổ đau hay không thì cả tôi và ông hiện thời cũng không biết được. Trong thâm tâm tôi tin lành còn sống, chúng tôi sẽ có ngày tái ngộ. Nhưng đã 25 năm rồi còn gì. Tóc tôi đã bạc theo thời gian, nỗi nhớ thương đã đóng gói thành kỷ niệm. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn một lòng nhớ thương và đợi chờ cô ấy. Vì trong hai chúng tôi không ai là người có lỗi cả. Chỉ có tôi là người tạo ra lầm lỗi cho ông và cô ấy. Cho cả vợ ông và cô Mận nữa chứ. Và không biết còn bao nhiêu người đàn bà khác đau khổ vì ông. Và chính tôi, tôi tạo cho mình bao tội lỗi mà không biết đến khi nào mới chuộc được. Chỉ khi nào tôi không còn tồn tại trên thế gian này,
thì mới hy vọng tội lỗi của mình với ở trong ông và những người khác. Ông đã thốt ra được những điều u ẩn. Tôi tin là phần nào đó ông đã được nhẹ nhõm ở trong lòng. Còn chuyện miếng giường và ngôi nhà của ông, tôi sẽ... Thu thật với ông, gia sản của tôi đã lần lượt ra đi theo nỗi cô đơn trong vắng. Cho nên cái còn lại là miếng giường và ngôi nhà đó tôi không muốn bán. Nhưng mà trước tình thế hiện nay thì tôi đành bán đi những kỷ niệm của đời mình. Cũng có thể đây là dịp để tôi đoạn tuyệt với quá khứ, với bao nhiêu tội lỗi của mình đã gây ra. Tôi sẽ mua bằng bất cứ giá nào của ông đưa ra. Ông cứ thẳng thắn đặt giá, tôi không trả lên hay trả xuống một đồng nào cả. Những gì thuộc về kỷ niệm là vô giá. Nếu như ông đã xem miếng giường và ngôi nhà ấy như là kỷ niệm thì ông cứ giữ lấy. Giá cả do nó ông tự quyết định. Nhưng có lẽ tôi sẽ giao nhà cho ông sau tháng 9. Tại sao? Tại... Nhưng thôi, tôi cũng không cần gấp. Tôi đã thảo xong hợp đồng, ông ký vào. Ngày mai tôi cho người mang tiền tới ông để thanh toán hợp đồng. Cảm ơn ông, tôi về. Giờ ông định về ngôi nhà dưới ấy? Không, nhà trên này tôi đã đóng cửa nhà ở dưới quê 5 năm nay rồi. Chào ông. Kỷ niệm, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ông Thần. Mận, em Mận. Ông còn can đảm gọi tôi là em sao? Cuộc đời tôi tan nát như thế này là vì ai? Tôi hận ông đời đời, tôi hận ông kiếp kiếp. Mận, Mận ơi, tôi biết vô em tôi là người vô vàng có tội. Nhưng hoàn cảnh lúc đó, tôi mong em nghĩ lại mà thông cảm cho tôi. Thông cảm cho ông mà. Ông đã dùng quyền quý của một chủ điện, của một người có tiền để hủy diệt cuộc đời tôi. Cả cuộc đời của ông chỉ biết chiếm đoạt, thỏa mãn. Chứ ông nào nghĩ mà thương hại một ai. Sao cơn vui là ông có vẻ lạnh lùng, mó mặt ai sống chết mặt tình. Tin lời ông nên tôi không ngần ngại, trao cho ông đời con gái chính nguyên. Để mọi việc xảy ra cứ sự, ông không an ủi, không lời bên vực. Để tôi một mình dưới nanh vuốt vợ ông. Thật tình lúc đó thì tôi cũng đau lòng xót dạ, nhưng mà há miệng mắt qua cho nên tôi đành im lặng em mà. Thì từ giờ ông hãy im lặng mãi, để giữ tròn danh dự của gia đình ông. Tôi nguyện số ông ăn ở bạc lòng, sẽ trọn đời không con để nối tông. Dù thân xác tôi có nằm yên dưới đáy mộ, nhưng mối hận này tôi không thể nào quên. Mận, tôi gian em, tôi gian em, tôi lại em, hãy tha thứ cho tôi dù chỉ một lần, để phục ra đi lòng tôi được thanh thản. Không, không, tôi không thể nào tha thứ tội cho ông. Mận, 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 hãy nghe tôi nói kìa, Mận, Mận. Hả? Em đã quay trở lại, em đã chịu tha thứ cho tôi à? Ông hãy nhìn kỹ xem tôi là ai. Trời, Lành, Lành, em về với tôi hay Lành? Về với ông mà. Tôi đã trốn khỏi nanh vuốt của ông thì dại gì tôi quay trở lại. Có lẽ trong lòng ông quá nhiều sợ hãi và ân hận nên ông thấy tôi tìm về. Không, chính ông đang tự nói chuyện với ông đó. Sao? Lành bảo sao?
tôi đang nói chuyện với tôi sao? Phải, ông đang tự vấn lương tâm. Vì chuyện ngày xưa ông đã quá bao tàng, bước lìa những kẻ yêu nhau, gian đời họ trong khổ đau. Rồi theo tháng ngày qua mau, mỗi hận ông cũng lớn dần. Chắc ông cũng biết rõ điều này, nên phút cuối đời mới ăn năn. Tội lỗi tôi đã gây ra cho em và cho biết bao người, nhưng với em tôi thương thật tình, tôi có bạc bẽo gì với em đâu. Cần gì mà tôi phải xử ông? Chính lương tâm của ông đã tự xử ông rồi. Ông thấy đó, chính sự bạc ác của ông và vợ ông đã khiến cho ông phải tuyệt tự. Cái giá phải trả đó đã quá đắt với ông rồi. Chào ông. Lành à. Ông ơi, tỉnh lại đi ông. Tỉnh lại đi ông à. Ông ơi, tôi lại mơ sáng nữa rồi. Tôi nghe ông gọi thất thanh tên của cô ấy. 25 năm rồi, ông chưa quên được sao ông? Không phải tôi nhớ, mà là tôi ân hận. Bao năm nay tôi tu tỉnh lại bản thân mình, tôi cố lãng quên quá khứ. Nhưng sao càng cố quên thì hình ảnh của ngày xưa cứ hiện về trong giấc ngủ chập chờn. Tội nghiệp ngày xưa đã quá nặng nề, chịu khổ vì tôi. Giờ đây dù ông có ăn năn hối hận cũng không xóa được sự thật của ngày nào. Nỗi khổ đau của cô mận cô để nói lời tạ tội năm xưa. Tôi mới lòng mà nhắm mắt xuôi tay, nhưng dò hỏi ngược xuôi chất.
đừng nhắc lại ông ơi. 25 năm nay tôi đã gặm nhấm nỗi buồn bằng sự cô đơn trong trời. Ngày xưa vì không con nên tôi hẹp lượng, không muốn thấy ông có giọt máu rơi cùng người đàn bà khác. Sợ sau này tôi phải nghẹn ngào gọi hai tiếng con chồng. Là phụ nữ mà tôi chẳng sinh được con để nuôi dòng. Tôi biết ông rất lo về chuyện đó, cưới vợ bé cho ông. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ông như người ta, nồng ấm mặn mà lòng tôi bỗng sinh ghen ghét. Tôi đã không kìm được cơn ghen khi hay tin cô Mận có thai với ông 3 tháng. Và bà đã ra tay tàn nhẫn. Bao lâu nay tôi im lặng nhưng vẫn cho người dò hỏi tin tức của mẹ con họ. Trời ơi, từng tuổi này mà ra vào thui thủi của một mình, trong khi đúng ra mình cũng phải có con đàn cháu đóng rồi. Ông biết đó, người đàn bà dù rộng lượng cũng không muốn chồng mình san sẻ tình cảm cho người. Dù bên ngoài tôi vẫn cứ nói ý cười, tôi biết cô lành đẹp người đẹp nết, nhưng chồng chung thì chưa dễ ai chịu cho. Ngột ngạt chồng chung, tôi cứ ngày đêm phập phồng lo sợ. Tôi lo mình không sanh nở được, cái gia sản này sẽ thuộc về người ta. Nên bà ra tay không thương tiếc. Tôi hối hận lắm rồi ông à. Giá như cô gặp lại được cô Mận, tôi sẽ nhận đứa trẻ kia là con của mình. Tất cả giờ chỉ là nói để nhau nghe thôi bà. Nhưng với linh cảm của mình, tôi tin hai mẹ con họ còn sống. Bà dựa vào đâu vậy? Ông ơi, ông còn nhớ trước khi lên Sài Gòn sống, con gái cứ mỗi năm xin nghỉ vài ngày. Tôi nhớ không lầm thì nó đâu còn bà con, cho nên có thể nó lên thăm cô Mận, cô Lầm. Tôi biết chuyện này từ lâu nhưng đành im lặng, vì tôi không muốn một lần nữa mình làm chuyện ác. Trời ơi, sao bà không cho tôi biết chuyện này chứ? Ông à, tôi sợ ông lại đi tìm họ. Rồi con gái đâu rồi? Nó ở nhà sau á. Bà xuống gọi nó lên cho tôi giải việc. Được nhanh rồi. Đi. Được rồi, tôi gọi cho ông ngay. Lại trời cho tôi gặp được họ, để cho cha con tôi có dịp gặp nhau. Dạ, ông cho gọi. Gái. Dạ. Mấy chục năm nay sống trong ngôi nhà này, bây là đứa mà ông tin tưởng nhất. Nhưng ông không ngờ tới bây giờ mà bây còn gạt ông. Ông ơi, ông đừng nghi quan cho con. Từ trước tới nay con luôn trung thành với ông bà mà. Con đâu dám dối gạt gì ông đâu. Có đó con. Dạ thưa ông. Dạ không mà. Nếu ông nói có thì sao?
Dạ. Dạ nếu ông nói có thì ông muốn nói là bây đã giấu ông chuyện của cô Lành. 25 năm ông ôm hận ở trong lòng, mong được gặp lại một lần. Rõ đầu đuôi con cũng không giấu ông làm gì. Cô Mận hiện đã không còn sống trên cõi dương gian. Trời ơi, điều linh cảm của tôi đã thành sự thật rồi. Mẫn đã giả biết cõi đời, những giọt máu của ông vẫn còn trên dương thế. Đứa bé ngày xưa đã nên hình nên dốc nhờ sự dưỡng nuôi lo lắng của cô Lành. Mẫn sinh con trong nghèo đói khổ đau. Mẫn đã chết sau cơn bệnh trầm kha, bỏ lại đứa con chưa đầy tháng tuổi. Cô Lành đã ở về nuôi cậu hầu, đến hôm nay cậu ấy đã trưởng thành. Trời ơi, mà ông ơi, ông bình tĩnh lại ông ơi. Dù sao ông cũng còn đứa con nối dõi mà ông. Nhưng mà biết nó có nhìn nhận tôi không? Gái. Dạ dạ. Ông có điều ao ước cuối cuộc đời của mình, không biết bây có chịu giúp cho ông không? Dạ dạ dạ, dạ được. Ông cứ nói đi ông. Bây hãy làm sao cho ông gặp được đứa con và Lành. Dạ, dạ con sợ chị Lành không. Cố gắng giúp ông, hãy cố gắng giúp ông đi. Dạ. Là lần chót. Dạ dạ, con sẽ cố gắng, con cố gắng ông ơi. Đi, đi nhanh đi. Dạ. Cầu trời, cầu trời cầu Phật cho tôi còn sống đủ thời gian gặp lại cô tôi. Hương nè, chuyện má định đến nhà thưa chuyện với ba em. Em báo cho ba em biết chưa? Chà, chưa gì mà đã gọi ba ngọt xớt à ha. Em nghi nha, em nghi khi ba em mà gặp anh ha, chắc là ba em khen nước nở luôn á. Tại vì anh hiền lành sẵn nên anh nghĩ sao nói như vậy. Mà em thương anh cũng vì cái hiền kia mà. Biết rồi, nhưng mà ngoài cái hiền anh còn một điều đáng để cho em yêu hơn nữa đó. Anh biết điều gì không? Anh nghĩ không có ra. Chẳng lẽ anh đẹp trai? Trời ơi, anh mà đẹp trai. Ừ. Ông ơi, ông xấu trai lắm ông biết chưa. Nè, bây giờ á, em nói điều đáng yêu của anh nè. Em yêu anh vì cái tánh khù khờ của anh á. Không phải, người ta thiệt tình mà. Thiệt tình với khù khờ nó khác nhau.
Nhưng dù cho anh có khù khờ cỡ nào đi nữa thì em vẫn cứ yêu anh. Ê, chê hoài, mà yêu người ta mới ngộ chứ. Yêu thì yêu, còn điểm nào không đáng khen thì phải chê thôi. Anh biết không, có nhiều khi khuyết điểm lại là điều đáng yêu, đáng để cho em giữ mãi trong lòng. Hình bóng của người thương mà em gặp gỡ trong đời, rồi đem lòng thương nhớ. Có lẽ là do sự rung động của con tim. Anh biết chưa? Biết. Tình của chúng ta có gặp khó khăn hay không? Là từ phía anh có trọn lòng chung thủy. Còn về phía ba thì em đã báo trước và ba tỏ ra rất vui lòng. Nghĩa nhân, bởi đó là cái gốc của con người ta.
chịu không? Cuối năm nay mình tính chuyện cao trầu. Má anh gặp ba em sẽ bằng ngày tháng, những đám cưới rồi mình ở nơi đâu? Thì tụi mình phải sống với ba, vì ba chỉ có em là con một à. Còn anh, má anh á, cũng chỉ có anh là con một. Chẳng lẽ bỏ má cô đơn khi tuổi đã xế chiều? Cha cũng gay dữ à nha. Nhưng mà anh không thể bỏ má cô đơn. Còn em cũng không đành bỏ ba một mình nữa. Không được đâu anh ơi, mình phải tính cái vụ này cho kỹ mới được á. Tính kỹ là sao? Có gì đâu mà hai con phải bàn, phải tính. Má, ở bên nào cũng được mà. Má sống như vậy một mình cũng được thôi. Thỉnh thoảng rồi hai đứa về thăm má cũng được mà. Má ơi, nhưng mà tụi con cũng ngại má. Ngại cái gì? Nội trong cái đất Sài Gòn này chứ có xa xôi gì đâu. Nghe lời má, đừng có bàn tính gì hết. Cái mà tụi con cần bàn á là ngày nào má qua bển. Chủ nhật này đi má, được không em? Chủ nhật thì ba con không có đến xưởng, con thấy ngày đó là thuận tiện nhất đó. Nếu vậy thì hai con sang bên ấy cho anh nhà hay. Thời gian chỉ còn có 2 ngày nữa hả? Vậy để con đưa Hương về thưa với ba. Ba của con nghe má. Ừ, có đi thì về cho thật sớm nha, đặng chở má đi công chuyện đó. Con về ngay mà. Thưa má con đi. Thưa má con về. Ừ. Thấy tụi nó thương nhau thiệt tình, trong bụng mình cũng vui lây. Không biết anh ở bên nhà có làm khó gì không nữa. Mận à, đứa con của em chị đã lo chu tất, chắc chốn suối vàng em cũng mãn nguyện hả? Chị Lành. Chị gái, vào đây. Trời ơi, sao hơn 3 tháng nay chị không ghé thăm tôi và thằng Hữu? Ôi, bận công chuyện lắm chị à. Bộ bên nhà ấy đã xảy ra chuyện gì phải không? Ôi, tôi không biết phải nói thế nào cho đúng. Vì đây có thể là chuyện không hay, nhưng đôi khi cũng là chuyện vui đó chị. Sao vậy? Thiệt chị làm tôi không hiểu gì cả. Có cái gì quẩn khúc chị cứ nói thật cho tôi nghe. Hay là bản thân chị đã... Bản thân tôi thì không có gì cả. Chị cũng biết đó, bao nhiêu năm nay tôi im lặng sống trong ngôi nhà của ông Thình là cũng vì đứa con của em mừng năm xưa. Tôi giấu ông bà Thình tông tích của chị đây, và góp phần nuôi dưỡng đứa con mà người ta muốn quý Việt năm xưa. Trôi qua tôi và chị chịu hy sinh quá nhiều, nhưng việc trước kia mình không hề thổ lộ. Chính thằng Hư cũng không hề biết sự thật về người cha ruột thịt của mình. Sao bỗng dưng hôm nay chị
rồi. Để gia đình ông ấy biết sự thật về đứa con. Chỉ Lành ơi, trong 25 năm nay vợ chồng ông Thình đã vô cùng hối hận. Trời đã trừng phạt ông và bà ấy sống cô đơn cho đến giây phút lê trần. Ông Thình hiện đang mang căn bệnh ngặt nghèo. Ông đã tìm về ngôi nhà cũ để phút cuối cùng được nhìn những cảnh vật thân. Mặc dù ngôi nhà đã bán cho người ta, nhưng người chủ mới cũng cảm thông cho ông ấy. Họ sống cô đơn trong bao năm dài, lặng lẽ mỗi người riêng mang một nỗi khổ trong lòng. Trước khi ông Thình nhắm mắt đi xa, ông Thình đã gian nài tôi hãy nói lớn sự thật. Cảm thương cho người sắp giá tờ cõi thế, tôi đã mềm lòng nói rõ chuyện ngày xưa. Vậy là chị đã cho ông Thình biết sự thật. Phải. Chị đã không giữ lời hứa với tôi và em Mẫn. Chị thông cảm cho tôi. Nếu đứng trong hoàn cảnh ấy, chắc chị cũng không làm khác được. Mọi chuyện là vì tình người thôi. Tình người à? Nhưng mà chỉ biết ngày xưa họ có giữ chút lòng nhân nào đối với chúng tôi đâu. Đó là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ, chẳng lẽ chỉ ôm nỗi hận cũ mà khước từ lời yêu cầu sáu cuối của một người sắp sửa đi xa. Dù sao cũng là tình phụ tử. Phải là gỗ đá vô tri mà không xúc cảm trước chân tình máu mủ. Nhưng khi nghĩ đến cái chết của em Mẫn là lòng tôi nghe uất hận sôi trào. Giận thì nói vậy, với ông Thình là chỉ có thể mắng, có thể chửi, thậm chí giết chết ông ta tôi cũng không can dự. Nhưng đứng trước sự hối lỗi của một người sắp chết, nguyện vọng của họ là chính đáng. Mình làm ngơ là nhẫn tâm lắm đó chị à. Nhẫn tâm? Nhẫn tâm mà? Chị gái ơi, nhưng đâu bằng sự độc ác. Mô
nhìn họ nhẫn, để rồi đòi nó gọi họ bằng ba. Chị hãy về và nói lại cho họ hay, đứa con này nó là con riêng của tôi đó. Không, tôi không muốn nó biết rằng sự thật. Nghe bạc á, con nào là cha ruột của nó đâu. Nếu như chị không bằng lòng thì đành vậy, nhưng rồi chị sẽ ân hận khi một ngày nào đó nó biết rõ sự thật. Lúc đó tình cảm của nó dành cho chị sẽ như thế nào? Tôi gian chị mà chị lành. Chị gái, chị đừng buộc tôi phải khó xử. Có chuyện gì vậy má? Con chào gì? Nó đã về. Nếu chị giấu tôi sẽ... Chị gái, được, tôi bằng lòng. Hữu. Dạ. Hôm nay má muốn nói con chuyện này. Sao bữa nay má và dì quan trọng quá? Mọi chuyện ngày xưa có liên quan tới cuộc đời con, sau này má sẽ kể. Còn bây giờ con theo dì gái đi gặp ba ruột của con. Ông ấy sắp mất rồi. Má nói sao? Ba con còn sống à? Má đã nói, má sẽ kể con nghe sau. Còn bây giờ con đi đi. Còn chị, tôi không thể gặp con người ấy. Không biết ngày xưa ba đối xử tệ bạc má tới đâu. Nếu má không đi á thì con cũng không đi. Thôi được rồi, con cứ đi với dì gái, má sẽ đi sau. Con đưa địa chỉ nhà Hương để má tới nói với anh ấy vài lời về chuyện mình hẹn ngày Chủ nhật mình tới đó con. Dạ. Đây nè má. Rồi, thôi đi đi con. Dạ. Đúng là ý trời. Ơ kìa, má. Con chào má. Má đến có một mình hả má? Ừ, má đến có một mình. Ba con đâu rồi Hương? Dạ, ba con đi làm. Ý, mà cũng sắp đến giờ ba con về rồi đó má. Má đến gặp ba con vì chuyện của tụi con. Dạ, con đã có thưa với ba con rồi. Nhưng đến Chủ nhật lận mà má. Ờ, má biết. Nhưng má và thằng Hữu có chuyện cần về dưới quê gấp, khoảng vài ngày mới lên. Nên má đến cho ba con hay là Chủ nhật này má và thằng Hữu không đến nhà con như lời hẹn được. Tưởng chuyện gì, chứ Chủ nhật này không được thì Chủ nhật sau có gì đâu má. Chuyện má về quê mới là quan trọng á. Còn chuyện của tụi con á là chuyện lâu dài, đâu phải một ngày một bữa. Má ơi, má vào trong ngồi nghỉ đi má, ba con sẽ về ngay hà. Má tính đi gấp vì có người bà con đang đợi. Hay là con thưa lại với ba con giùm má ha. Dạ, như vậy cũng được. Vậy để con lấy xe con đưa má về. Thôi khỏi con à, má tự đi được mà. Má, má để con làm tròn bổn phận vô con của má chứ. Thôi tùy con. Ý, ba con về kìa má. Hên ghê vậy đó. Sẵn tiện má nói chuyện với ba con luôn ha. Ba ơi ba, có má anh Hữu đến nè ba. Nha, yeah, để ba vào chào chị xui cho phải lẽ. Dạ thưa má, ba con nè. Chào ba... Hả? Ông... Anh Minh. Lành. Lành đây sao? Phải. Tôi là Lành, cô Lành của 25 năm về trước. Lành, anh có trở về xứ mình một lần để tìm em, nhưng người ta đã nói là em bỏ đi biệt xứ. Phải.
em đã trốn khỏi quê nhà vào một đêm tối trời lạnh lẽo. Cái lạnh của đất trời cộng với cái lạnh trong tâm hồn em đã giúp em mạnh bước và đi biệt xứ hơn 25 năm. Mình xa cách, anh ra đi mang nỗi buồn ly xứ và mang theo hình bóng của em làm hành trang trên suốt dặm đắng trình. Khổ cho em hơn 20 năm trời. Nhắc nữa chi anh câu chuyện buồn năm cũ tình chúng ta không còn như thuở ban đầu. Tôi đã tớ lòng đứt dây anh tiên
được đâu anh ơi. Tụi mình giờ đã già hết rồi, lo là lo cho tụi nhỏ kìa. Nhắc anh mới nhớ, lúc nãy em bảo hai chị em, người đó là ai? Có phải là mẹ của thằng Hữu? Dạ phải, người đàn bà đó mới chính là mẹ của thằng Hữu. Đó là Mận. Cô ấy bị ông Thình lường gạt. Bà Thình hay được định ra tay giết Mận. May mà nhờ chị gái ra tay giải cứu nên em và Mận trốn khỏi quê nhà. Còn anh, bao năm nay sao chuyến về tìm em không gặp? Anh trở lên Sài Gòn hùng hạp với người bạn làm ăn, sự nghiệp đang phát đạt thì hai vợ chồng anh ấy bị tai nạn qua đời, để lại đứa con vừa tròn 2 tuổi. Là con Hương. Đúng, anh đã nuôi nó bao năm nay và xem nó như là con ruột. Có nó là niềm vui của anh, anh cũng không màng tới chuyện lập gia đình, vì anh tin là em vẫn còn sống chứ gì. Nhìn lại cuộc đời của chúng mình, sinh nhầm kiếp cô đơn. Kể từ nay sẽ không còn cô đơn nữa, phải không? Anh tin là như vậy sao? Chúng mình sẽ không còn bị chia cắt nữa. Khoan, khoan nói tới chuyện đó. Em hiện giờ có chuyện phải đi gấp vài ngày. Chúng mình sẽ còn gặp lại để bàn chuyện của tụi nhỏ. Để anh đưa em đi nha. Dạ cũng được, nhưng chỉ đến nhà em thôi, đừng hỏi. Được không anh? Thôi mình đi. Cho thằng nhỏ về thăm ông lần chót không? Cũng tại mình, nếu cô ấy không đồng ý thì cũng không thể nào trách cô ấy được. Làm sao mà trách người ta chứ? Ông à, cô trách là tự trách mình. Ai biểu ngày xưa gieo gió chi để rồi ngày nay lại sợ gặt bão dữ. Ông ơi, thật ra những cơn bão dữ ấy đã hành hạ tôi mấy chục năm trời. Tôi quá vô tình thì tôi trách ai bây giờ? Còn tôi thì ân hận. Nếu như tôi biết nghĩ đến lúc tuổi già thì chắc hai người không bỏ nhà ra đi, để giờ đây trước phút giây ly biệt, ông không phải thấp thỏm đợi chờ.
Thôi đừng nhắc nữa. Tôi đuối sức lắm rồi. Dạ, dạ thưa ông. Thưa bà, cậu Hữu đã về đến. Sao nó về à? Dạ. Cho nó vào với tôi đi. Vào ngay đi. Dạ. Bình tĩnh lại ông à. Bà. Dạ. Bà cũng ra ngoài đi. Vâng, tôi đi nghe ông. Ông là con của ba. Con ba. Đến giờ phút này con mới được gọi tiếng ba. Ba, ba khỏe chứ ba? Sao bao năm trời nay ba không cho má và con hay tin? Tất cả do ngang trái con à. Má con là một người đàn bà hiền hậu, tốt bụng. Má con ngày xưa bỏ ba đi là vì ba. Bao năm trời nay không cho ba biết tin cũng vì ba. Mận ơi, em Mận ơi, em hãy tha lỗi cho anh. Ba, ba gọi ai? Mận, dì ấy đã chết lâu rồi mà ba. Ba biết má con hiện nay là lành. Đúng, lành. Lành hy sinh cả cuộc đời cho con. Ôi, tất cả những người khổ vì tôi đều quá cao thượng. Má con sống một mình từ ấy đến nay. Má đã âm thầm hy sinh cuộc sống cho đứa con trai. Đã bao lần con khuyên má bước tiếp đoạn đường, nhưng má lắc đầu bảo sống vì con. Ba. Giữa ba và má đã trắc trở điều gì? Con đừng hỏi nữa. Đừng hỏi những chuyện của ngày xưa. Giờ phút này đây cha con ta được trùng phùng. Tay ba mà con có linh cảm như giữa cha con ta sắp có cuộc chia tay vĩnh viễn. Giờ phút trùng quan cũng là giờ vĩnh biệt. Kể từ nay con không còn được gặp lại ba. Sẵn lòng bỏ qua tất cả, con không bao giờ oán hận ba đâu. Đã 25 năm dài má con chịu khổ đau, má đã im lặng nuôi con từ trong đau khổ. Lát nữa đây má con cùng về thăm để tiễn đưa ba lần cuối trong. Được nghe con nói, ba thật sự nhẹ nhõm trong lòng. Má con của ta thư cho ba hay không đó là quyền của má con. Nhưng cô ấy chịu trở về đây trong lúc này
chắc hẳn trong lòng đã nguôi ngoai cơn giận. Ba, ba ơi, con tin rồi đây má cũng tha thứ cho ba, lời tha thứ cho người sắp giả biệt tất cả. Má cũng muốn ba ra đi thanh thản, không chút bận lòng vì chuyện ngày xưa. Ba cứ yên tâm mà lo tình dưỡng, có con bên ba trong giây phút sau cùng. Đây, chén thuốc này ba cố uống đi, cố dành với tử thần phút giây chờ đợi má. Sao những khổ đau con ngoan quá con ba. Chào bà. Cô Lành, ông ấy đang chờ cô. Tôi chỉ định cho thằng Hữu nhìn ba nó. Còn giữa tôi và ông ấy có gì đâu mà chờ đợi đưa tiễn. Cô Lành ơi, cô còn hận tôi nhiều lắm, phải không cô Lành? Hận à? Nếu nói đến hận thì không chỉ riêng bà. Nhưng bà yên tâm đi, tôi không bao giờ giữ lại trong lòng những gì không đáng giữ. Thằng Hữu đang ở trong cùng ổng á, hay là... Cũng được. Nhưng tôi nói điều này cho bà yên lòng hơn là cho tới giờ này tôi vẫn chưa cho thằng Hữu biết gì cả, kể cả chén thuốc ngày xưa. Cô Lành, cô Lành ơi, tôi thành thật cảm ơn cô. 25 năm nay tôi vô cùng ân hận chuyện mình đã gây ra. Tôi có ác độc cũng do bởi hờn ghen. Dù lòng riêng tôi có mến cô nhiều, nhưng chồng chung chưa chắc ai đã chịu. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nghe lại. Nghe chỉ càng làm cho khó xử hơn. Tôi đến đây vì chút nghĩa tình còn lại cho thằng Hữu gặp được mặt cha. Cô Lành ơi, từ khi cô bỏ đi, ông nhà tôi vì nhớ thương nên trọng tư ít nói. Tâm sự riêng ông đã mang theo từ ấy đến bây giờ. Giường nhà cửa lên Sài Gòn sống nương náu mong được yên thân. Chúng tôi hà tiễn từng cắt từng đồng gia sản lần lượt ra đi theo cơn lốc bụi. Ngày xưa tôi gây bao điều lầm lỗi, nay mong được cô tha thứ tội tình. Tôi có làm khó, bà cũng không bù lại được những khổ ải mà bà đã gieo cho tôi và em Mận. Tôi tin là bà đã có sự ăn năn và hướng thiện. Cảm ơn cô. Thôi để tôi vào cùng ông ấy. Dạ dạ. Kìa, má đến rồi kìa ba. Hả? Lần... Con đi ra ngoài đi Hữu. Dạ.
ông tàn tạ đến nỗi này hay sao? Thời gian cộng với sự hối hận đã bào mòn cuộc sống của tôi từ bao giờ chẳng rõ. Vậy mà tôi cứ nghĩ trong 25 năm nay ông sống đầy giàu sang và sung sướng. Lành mỉa mai tôi mà làm gì? Phúc vui cuộc đời được em trở về đưa tiền là tôi thấy mình quá được diễm phúc. Tôi làm gì dám ước mơ để được nghe bà nói lời tha thứ tội, vì tôi tội quá nhiều, biến em sống trong tuổi nhục. Giờ tôi sẽ nói với ông lời tha thứ tội, vì dòng chảy của thời gian đã cuốn trôi tất cả bao buồn khổ ngày xưa. Xin nói hết phút giây này. Lành, em nói thật chứ? Đời của tôi có giữ cũng chỉ làm khổ cho con thôi. Tôi đã cho thằng Hữu nó về đây, tức là tôi đã mặc nhiên tha thứ. Con nhìn được cha là điều thiêng liêng nhất, coi như tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Lành ơi, phút cuối đời tôi sao mà tôi nghe nó ấm áp quá. Phải chăng trời đã rủ lòng thương cho con người biết thành tâm hối lỗi? Ngọt đều hiếm có xưa nay. Ông cứ yên lòng về tương lai của thằng Hữu, nó đã không phụ lòng tôi nuôi dưỡng bấy lâu nay. Mai đây nó sẽ là bác sĩ, đem tình thương mà trải rộng với mọi người. Cảm ơn Lành. Lành ơi, trong suốt 25 năm qua, Lành đã nuôi dưỡng con tôi thành người. Công ơn đó so với sự bạc đãi của gia đình tôi, quả thật là tôi nợ Lành cho tới chết. Lành hãy cho tôi được nắm lại bàn tay của ngày xưa. Ông Thành, bàn tay của ngày xưa tuy nó không no tròn trắng trèo, da đã nhăn nheo vì tảo tần mưa nắng, tay đã chai sần vì cuộc sống chiêu niêu, nhưng nó sẽ làm ấm lại cõi lòng ông, cõi lòng của người dành cho tôi tất cả chân tình. Một mai này ông có đi xa,
Cảm ơn lành. Cảm ơn lành. Lành tốt lắm. Ông ông sao rồi? Chắc tôi sắp đi xa rồi. Khoan, ông ơi. Hữu ơi, Hữu. Mọi người ơi, ông ấy đã... Ba. Ba. Ông. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi. Ông ơi. Ba ơi, ba. Không. Vĩnh biệt. Con. Vĩnh biệt. Ông. Ông ơi. Ba. Đừng, đừng khóc nữa. Bà Thịnh, hãy để tâm mà lo chu tất cho ông ấy, để ông ấy thật sự yên lòng nơi chính suối. Chị Lành nói phải, mình lo cho ông đi bà. Mọi việc tôi nhờ cô nghe, cô Lành rồi. Dầu sao không tình cũng nghĩa. Tôi phải lo chứ. Bà cứ yên lòng. Hữu à, từ khi về dưới quê lên đến nay, má thấy sao mà con cứ giàu giàu ít nói? Có phải trong lòng con còn thắc mắc về chuyện của ba má ngày xưa? Thưa má, không phải là con thắc mắc, mà trong lòng con xúc động vì chuyện gặp lại ba. Tình cảm đôi khi khó tỏ bày được, phải không má? Má biết. Có phải con muốn má tỏ bày khúc chiết vì sao suốt 25 năm trời má lại không cho con hay là ba con còn sống? Việc gì nó cũng có lý do riêng của nó con à. Cuộc đời của một người phụ nữ, có ai dại gì không nhận lấy tình yêu hạnh phúc của chồng mình chứ. Nhưng với má, cái hạnh phúc thật sự có khi được làm vợ, được sống chung với người mình yêu. Nếu như vì một nghịch cảnh nào mà phải làm vợ của một người khác, cố kéo dài cuộc sống vợ chồng như vậy chỉ gặm dần sinh lực của người phụ nữ. Ngày xưa má đến với ba không có tình yêu. Con chưa hiểu nhiều về ba con và gia đình ông ấy, nhưng má tin rằng những ngày ở dưới đó, con đã hiểu ba con là người như thế nào và gia đình của ông ấy thuộc thành phần nào trong xã hội trước đây. Nói sao thì người ấy vẫn là ba của con, vẫn là người tạo ra con mà. Nhưng nếu tạo ra con vì một sự thèm khát nào đó rồi không nhìn nhận, để bao đau khổ sóng gió ập lên đầu người đàn bà sinh ra con thì sao hả con? Mà nói thế có nghĩa là... Một người chỉ thực là cha mẹ đúng nghĩa khi người ấy tạo ra con, nhưng phải có trách nhiệm cùng con. Mà biết, con đã hiểu sự việc của bên trong. Những ẩn khúc ngày xưa đã gây cho má nỗi căm hận, nhưng nhìn hoàn cảnh của ba, con tội nghiệp quá má. Đó là vì lòng nhân và tình người mà con đã thừa hưởng ở mẹ con. Mẹ của con? Ngoài má thì còn ai? Con thừa hưởng được mọi điều tốt đẹp ở má mà. Hữu, con đã 25 tuổi, con sắp làm bác sĩ. Con đã nhìn được cha. Con đã đủ suy nghĩ để quyết định cho tương lai của mình. Con hãy ngồi xuống đây, má kể cho con nghe chuyện của ngày xưa. Hữu ơi, những điều má nói đây là sự thật. Má đã thức trắng những đêm dài, lòng nặng những sầu thương. Trời ơi, chuyện của ngày xưa má đã cố quên sao cứ hiện về. Giờ đây mà sẽ
Má chỉ là má nuôi của con thôi. Còn mẹ ruột của con? Hữu, con hãy bình tĩnh nghe má kể. Má sẽ kể cho con nghe vì sao, vì sao má trở thành là má nhắn gì? Đây là những lời của mẹ con nhắn lại. Má còn nhớ rõ. Lúc đó Mận nắm chặt tay má, run run nghẹn ngào. Chị Lành, sức của tôi đã tàn, không thể nào sống cạnh chị để lo cho con tôi được. Vậy tôi mong chị hãy thay tôi, chị hãy thay tôi nuôi dưỡng cho nó nên người. Khi không còn tôi, chị xem nó như là con ruột của chị, để nó không tủi thân và không biết quá khứ sau này. Tôi đặt rồi tên của quê hương cho và tương lai thì mịt mù không lối thoát.
chỉ là vì sự sống của mẹ con em mà hy sinh cả bản thân mình. Sống được để báo đáp, để nhìn chỉ có ngài hạnh phúc như người ta. Nay em lại trao gánh nặng thêm, đó là sinh mạng và tương lai đứa trẻ. Chị đã thương em thì thương cho tru, cứu mang giùm em giọt máu Mận. Khi nó lớn khôn thì đừng vô biết chuyện ngày xưa, đừng để nó oán hận kẻ nào gây khổ đau cho mẹ nó. Mận ơi, hãy sống như chỉ vì ta tất cả, thì nơi suối vàng em mới yên tâm. Mận, Mận ơi, Mận. Đó là sự thật về cuộc đời của con. Má đã kể tất cả cho con nghe. Má không bao giờ muốn nhắc lại những điều không hay về ba con và gia đình ông ấy. Tất cả đã thuộc về quá khứ. Ông Thình đã nằm yên dưới nấm mồ. Phần còn lại con tự quyết định cho mình. Còn má thì bao giờ má cũng là má của con mà. Trời ơi, sự thật về cuộc đời tôi đến hôm nay tôi mới tận tường mọi lẽ. Biết bao người hy sinh cho tôi được sống trong khi ba tôi thản nhiên dứt bỏ mọi thâm tình. Mẹ con ngày xưa là một cô gái hiền lành, mẹ con xa quê vì bị người ta xua đuổi, bước khốn cùng vẫn sống trọn vì con. Má ơi, khi nghe được sự thật ngày xưa, trong lòng con ngổ ngang giữa buồn và hận. Buồn cho mẹ tôi một thân lầm lỗi, còn hận cho ai sao quá đổi vô tình. Hữu à, má không muốn làm tổn thương tâm hồn của con nên cố tình im lặng. Sợ tâm hồn trong trắng của con sẽ gỡ chút tuổi vận khi con nghe được sự thật về cuộc đời của mình. Má ơi, lòng của má cao cả mênh mông, má đã tạo cho con một tương lai sáng làng. Ngày xưa người ta sống bạc tình bạc nghĩa, khi cuối đời họ đã nhận lấy đau thương. Con bây giờ đã làm tròn nghĩa với người ta, để cho người ta yên lòng nơi chính xuôi. Hãy quên đi con những điều hận thôi, vì dù sao ông ấy cũng không còn. Con sẽ không buồn mà vững chí má ơi, mẹ con ta đã qua hồi bị cực. Không còn vất vả lòng đông. Con nghĩ được như vậy là má rất vui. Lành. Chú
Lành đã kể hết sự thật ngày xưa cho con nghe rồi à? Nó đã lớn, em nghĩ mình không nên giấu nó. Vả lại nó cũng sắp làm rể của anh rồi. Là con của chúng ta mới đúng chứ em. Con thấy hơi lạ lạ. Ba với má quen nhau trước à? Phải, má chính là người yêu của ba 25 năm về trước. Bao nhiêu năm nay ba má sống một mình là để đợi chờ nhau. Ba đã kể cho em nghe tất cả. Em chỉ là con nuôi của ba sau khi ba mẹ em qua đời vì tai nạn. Vậy là tốt quá rồi. Má không thể, vì ngày xưa má có lỗi với ba con. Má, do hoàn cảnh, do cường quyền, chứ sự thật trong trái tim ba má luôn có hình bóng của nhau. Con nó nói đúng rồi đó em à. Nhưng mà má, má ơi, con lớn lên không biết được cha mẹ ruột của mình. Nhưng kể từ nay đời con đã có má. Má đã hy sinh cho anh hữu hạnh phúc riêng mình. Đời đã tạo cho tao quá nhiều đau khổ. Nắng chiều còn dương những tia nồng ấm. Hai đứa mình giờ nối lại tình xưa. Ông thiệt già hết rồi. Dạ gì, Hương nó nói không đúng à. Gừng càng già càng cay đó. Má, má đừng để cho tụi con thất vọng nha má. Má à, má ừ đi mà. Mồ tổ tụi bay. Phải như vậy thôi má à. Má không thấy nắng chiều sao? Tuy nồng ấm, tuy đẹp, nhưng không bao lâu nữa nó sẽ lặn tắt ở phía xa. Còn chút gì của bây giờ má đừng có nên bỏ phí, phải không ba? Ờ, phải rồi. Thôi, mình vào ăn cơm đi các con. Cả ông nữa. Ăn bữa cơm sum họp, phải không các con? Dạ. Ông nè, ông không hận cái vết thẹo đó sao? Có những cái thẹo đáng hận, nhưng cũng có những cái thẹo đáng yêu, đáng nhớ. Với anh, cái thẹo trên mặt là dấu ấn của tình yêu. Ông ba má. Ba má.